Em xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Trong những video lần trước thì em đã giới thiệu đến rất nhiều các loại pin khác nhau từ công suất 100 cho đến 450. Thì các bác hãy đăng ký kênh của em nhé. Đăng ký kênh của em ở phía dưới đấy, có chữ đăng ký đấy. Các bác bấm nút đăng ký. Thì sau này em có ra những video thì các bác có thể tiện các bác theo dõi và liên hệ. Nếu như mà có những cái lô pin thanh lý hoặc là những cái lô pin nào mới thì là em đăng lên để cho các bác biết, các bác mua. Không nhiều bác em đăng pin lên xong cái các bác mua hết, đến lúc nhắn tin đến lại không còn, rất là đáng tiếc. Đấy, thế thì bác nào nhanh tay thì các bác đấy được nhé. Đấy, thế nên các bác hãy đăng ký kênh của em để theo dõi những video mới. Hôm nay em giới thiệu đến các bác cái tấm pin có công suất là 415W. Pin này là pin Zia các bác nhé. Một trong 10 loại pin có thương hiệu và nằm trong top 10 đấy của các hãng trên thế giới. Pin này là pin Zia nhé. Bác nào mà chưa biết về pin Zia thì các bác có thể vào trong mạng các bác tìm hiểu pin Zia Solar nha các bác nhé. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó này. Tí nữa em sẽ quay cái thông số kỹ thuật của nó rõ hơn. Ở cái ở cái cổng kết nối đầu ra của nó thì nó ghi chìm cái tên chữ là Zia ở đây các bác nhé. Đấy, pin Zia đây, rất rõ ràng. Đối với mỗi loại pin thì nó đều có những cái ký hiệu riêng rất rõ ràng. Đấy, tấm này các bác nhìn nhé. Đây là tấm có công suất 415W với cái điện áp hở mạch là 48,55V. Cái công suất làm việc của nó là 10,15A. Đấy. Và công suất danh định là 10,66A. Cái điện áp làm việc của nó là 41,5V. Đấy, pin này là pin cấp A các bác nhé. Bảo hành là 12 năm. Pin bảo hành 12 năm. Đấy, thì căn cứ vào cái thông số của nó thì các bác có thể là lựa chọn cho cái hệ năng lượng mặt trời của các bác sao cho nó hợp lý nhé. Còn nếu như các bác mà chưa hiểu, chưa rõ thì các bác cứ nhắn tin liên hệ với em qua Zalo theo số điện thoại trên màn hình. Cần tư vấn thì em sẽ tư vấn về cho các bác. Đấy, pin này là sản xuất theo công nghệ 9+3 này. Và pin này là pin H-cell các bác nhé. Pin đầy đủ giấy tờ COCQ cho các bác nhé. Đấy, thì bác nào mà cần tư vấn năng lượng mặt trời thì các bác cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc số điện thoại ở trên màn hình này. Em để trên màn hình các bác liên hệ. Đấy, thì cần tư vấn gì hoặc các bác chưa hiểu gì thì các bác cứ hỏi. Nếu rảnh em sẽ trả lời cho các bác. Và em cũng khuyên các bác là nên sử dụng năng lượng mặt trời nhé. Bởi vì nó rất hiệu quả. Em đã phân tích rất nhiều video rồi. Thì kể cả miền Bắc hay miền Nam, miền Trung thì đều có cái phương án để sử dụng là các bác hiệu quả nhất. Đấy. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.